chào cô chú và các bạn. Hôm nay con tiếp tục chia sẻ hình ảnh mai tứ quý trong chậu 20 galon. Cây có chiều cao là 5 feet, mỗi chậu có nhiều cây. Để quay gần chia sẻ hình ảnh cho cô chú cùng xem ha. Chậu nào cũng xum xuê nhiều cây và tán tròn hết, cây rất là đẹp luôn. Rồi để con quay gần chia sẻ hình ảnh nha. Cây hoa mai tứ quý trong chậu 20 galon. Trong chậu này có 8 cây nha cô chú. 1, 2, 3, 4, 5. Giờ làm sao 3 cây nữa. Thì gốc này to hơn ngón tay cái nè, bằng ngón tay cái nè, gốc có làm sao đó đó. Là to hơn ngón tay cái, rồi cái này thì bằng ngón tay út. Tán tròn, cây này có chiều cao là 5 feet. Quay xa cho cô chú ngắm nha. Thì trong một chậu này có nhiều cây, chậu này có 8 cây. Chậu lớn 20 galon, cao 5 feet. Nói chung cây này rất là đẹp luôn. Thì bây giờ con thấy búp nè. Thì nếu mà khí hậu ở Cali bây giờ thì khoảng chừng 2 tuần nữa thì lá mai nó sẽ chuyển vàng từ từ và nó rụng bớt từ từ. Rồi cô chú hỗ trợ lặt lá cho nó ha. Cái lá nào còn thì mình lặt xuống hết để nó chỗ đồng lọt thì nó mới đẹp. Quá trời búp luôn nè. Còn nếu mà cô chú nào ở ban lạnh thì năm nay con nghĩ là mình tùy theo thời tiết mỗi năm thì mình phải lặt sớm cỡ chừng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng luôn cô chú. Tại vì năm trước á, lặt trước khoảng 1 tháng rưỡi là con thấy nó nở chết quốc à, không có kịp đó. Cho nên là năm nay tranh thủ ha. Búp quá trời luôn ha. Đây này, chưa lặt lá mà thấy búp nhiều. Cây hoa mai tứ quý mễ trong chậu 20 galon. Chậu này cũng có 8 cây. Gốc bằng ngón tay út, ngón tay cái. Tán tròn xum xê, nếu cô chú nào muốn chưng lấy một cặp luôn nha. Cặp này nó đều dễ sợ luôn á. Cây rất là đẹp luôn. Cây này có chiều cao là 5 feet. Con thấy lá nó chớm vàng từ từ rồi nè. Nếu mà cô chú nào ở gần á thì đến pick up cái cây này về ha. Cây này con không ship tại vì nó hơi bự. Cây hoa mai tứ quý mễ trong chậu 15 galon, chậu này có 10 cây. Nghĩa là cùng size nhưng mà để trong chậu nhỏ thì chậu này con có thể ship được cho cô chú nha. Cây này có chiều cao là 5 feet. Tán tròn, cây này cũng lá hơi nhiều rồi nè. Đó, nó tự cũng lá một phần rồi mình hỗ trợ lặt lá một phần để cho cây chỗ bông đồng lọt cho cây nó đẹp nha cô chú. Nó rụng lá cho nên là cái độ xum xê á, nhìn không có bằng cây bên kia thì vẫn là cùng giá nha. Giá trên chậu ha, cô chú xem nha. 300 mỗi em. Tại vì trong một chậu này nó có nhiều cây. Con tiếp tục chia sẻ hình ảnh hoa mai tứ quý mễ trong chậu 7 galon. Cây có chiều cao là từ 3 đến 4 feet. Để quay gần chia sẻ hình ảnh cho cô chú cùng xem nha. Để con lướt qua một vòng cho cô chú cùng xem nha. Như cô chú thấy nè. 1, 2, 3, 4, chiều cao bằng nhau. Gốc cây số 1, cây này có chiều cao gần 4 feet. Gốc cây số 2, cây này tán tròn nha cô chú. Cây này có chiều cao là gần 4 feet. Nó chuẩn bị rụng lá. Gốc cây số 3, cây này có chiều cao là hơn 4 feet. Cây này đẹp nè. Bây giờ cô chú thấy là nó chưa có bông, chưa có nụ, nhìn nó không có đẹp. Khoảng chừng 1 tháng nữa mình lặt lá nó nhú nụ và nhìn cưng lắm. Cây số 4. Cây số 5. Chậu này có 2 cây. Bên này là cây mai hoa tứ quý mễ trong chậu 7 galon, có chiều cao là 4 feet, con bán 90. Mai tứ quý mễ trong chậu 15 galon, chậu có 2 cây, cao 5 feet, con bán 150. Tiếp tục chia sẻ hình ảnh cây sung Việt Nam trong chậu 1 galon, rễ full cây chiếc nhánh. Cái này là con bán 30 đồng. Ổi thái vuông không hột trong chậu 5 galon, cây chiếc nhánh, cây vô chậu lâu rễ full. Lá xanh mướt à. Cây này là cây nhỏ nên con bán với giá là 120 nha. Đang có bông nè, nhưng mà cái bông này sẽ rụng nha cô chú. Cây xanh mướt khỏe mạnh ha, hai em sẽ đi chung một thùng. Còn đây là ổi ruby đài loan trong chậu 15 galon rễ full. Trồng trong chậu thôi mà trái nè. Trên cây này đang có sẵn gần 20 trái.
Trái này chín đây nè cô chú. Thì bữa nay sẵn dịp ship cây ổi thấy vuông thì tặng cái ổi này cho khách ăn với Thảo ha. Ta hái cái này đi. Ở dưới kia còn trái chín thì chín luôn kìa. Hái cho lớn đi. Ổi ruby đài loan á, nếu mà cô chú nhà mà hết đất á, mình có thể trồng trong chậu, tại vì ruby đài loan nó rất là sai trái luôn cô chú. Trái này sắp chín đây nè. Thì nếu mà khách nào đủ duyên thì sẽ hái ha. Ngon chưa? Đó. Cái này chín mà nó nằm ở dưới không thấy nè. Trái này chín nè. Thì nếu mà mai mốt mà con có ship hàng mà đủ duyên thì sẽ tặng cho cô chú kế tiếp. Cô ít lòng nhiều cô chú, tặng trái hai trái ăn lấy Thảo thôi, chứ không có nhiều. Đây là đài loan không hộp cục trắng. Cô chú thấy nhìn cây nhà con nè, cái gốc bằng ngón chân thôi và trái nè. Hôm nay là hái nửa cây bên kia rồi, bây giờ còn nửa, bắt đầu hái nửa cây bên này. Sẽ tặng cho người khách này hai trái ha. Cái này chín không? Rồi. Là đà dưới đất luôn. Trước là con hái nửa cây bên này nè, giờ còn hai trái chưa chín mà cô chú thấy bông ra tiếp tục nè. Nhưng mà những cái bông này khả năng đậu đậu rất là nhiều, tại vì cây ổi này năm nào cũng cho rất là nhiều trái. Bữa nay cái su là chín đỏ rực. Trái này là ruby đài loan ít hột ngược màu hồng. Còn cái này là đài loan ruột trắng không hột, có trái ít hột cô chú, nhưng mà cái cây nhà con hầu như là không có hột, hiếm có trái có hột ha, và trái rất là nhiều. Thì con gửi cùng một lúc như vậy nè, để cho người khách này ăn cùng một lúc hai thứ để có sự so sánh dễ dàng hơn ha. Và khi mình đánh giá một cái trái nào ngon hay dở, mình ăn một hai trái thì không có quyết định được là cái cây ngon hay dở, tại tùy theo cái thời điểm mà mình hái cái trái đó và thời tiết nữa cô chú. Thì nhưng mà cái trái này nếu mà cái người khách này thử là sẽ không có thích, là tại vì nó bị mềm á, là hôm trước ở Cali gió rất là nhiều thì nó quặt qua quặt lại vậy nè, cái cuốn nó bị xoay á, cho nên là làm cái trái có vẻ là chín héo. Còn cái trái ruby đài loan này con nghĩ là anh này anh ăn ảnh sẽ rất là thích, và ảnh sẽ thích hơn là cái giống ổi ruby đài loan á, cô chú trồng trong chậu nó rất là sai trái luôn nha. Thì nếu mà nhà cô chú nào không có đất thì mình có thể là suy nghĩ để mà mình chọn cái giống ổi này để trồng. Còn nếu mà cô chú nào mà nhà có đất và muốn cái trái ổi to thiệt là to mà dễ đầu trái thì cô chú nên suy nghĩ tới cái giống ổi thái vuông. Thì thái vuông á, trái rất là lớn. Còn vị ngon hay dở nó còn phụ thuộc vô sở thích của từng cô chú nữa. Ví dụ có những cái bạn trẻ đó, giống như con này thì con rất là thích cái vị của thái vuông. Còn nếu mà cô chú lớn tuổi có thể là thích thơm nhiều hay là ngọt nhiều thì mình trồng ruby đài loan cô chú. Ruby đài loan rất dễ đậu trái và ngọt thơm. Còn hỏi là em nào ngon hơn em nào thì thật sự con không dám nói, tại vì mỗi người mỗi sở thích ha, tùy cô chú cân nhắc thôi. Chú thấy nè, cây này cái gốc bằng hai ngón tay cái thôi mà trên cây đang có mười mấy trái nè, là ruby đài loan ha. Thì cây này cũng là ruby đài loan trong chậu 15 cây lông thì đang có sẵn gần 20 trái luôn ha. Tính vừa trái nhỏ trái lớn là sẵn khoảng chừng 20 trái. Còn cây này hôm bữa là trái chín á, cái con cũng khách tới con cũng hay hái nên nó không có còn. Mà giờ nó đang ra bông đợt mới nè, thì con thử coi nó có đậu mùa đông không nha. Chứ con thấy là cái giống ổi này nếu mà cô chú nhà không có đất á thì thích hợp, tại vì mình trồng chậu vẫn được và trái rất là nhiều. Con tiếp tục chia sẻ hình ảnh cây ổi ruby thái trong chậu một qua lông, nhánh chuyển qua thân gỗ, rễ full, cây đầy lá cô chú ha. Gốc nè, rồi con kèm gửi kèm cho ổi ruby đài loan tặng khách luôn ha. Con tiếp tục chia sẻ hình ảnh cây tiêu xanh trong chậu ba lông, gốc nè cô chú. Cây đang có nhiều hoa nhỏ li ti ha. Đây trái hơi lớn lớn rồi nè. Rồi cây có chiều cao là 3 feet. Nếu cô chú thích trải nghiệm thì alo nha. Cây tiêu xanh ha. Con tiếp tục chia sẻ hình ảnh cây đinh lăng trong chậu một qua lông, rễ full, cây có chiều cao là từ 2 đến 3 feet, gốc to,
Để Huy Gần chia sẻ hình ảnh với cô chú nha. Gốc thiệt đẹp luôn nè, xum xê xanh mướt ha. Cái đợt hàng này về cây lớn hơn lần trước nha cô chú. Cây bự hơn, gốc to hơn, xum xê hơn, cao hơn. Rồi cái này là đợt hàng cũ nè. Bên này là mấy cây mới nè, nó đẹp hơn. Mùa hè thì cô chú có thể mang ra ngoài, nhưng mà cô chú để cái chỗ nào mát và một tuần tưới nước từ 2 đến 3 lần, tưới ngập, và cái đất của nó là cô chú thoát nước thiệt là tốt luôn.